Hello, mình xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ món chân gà rút xương ngâm sả tắc. Đấy, sau khi mình rút xương xong, ngâm sả tắc thì nó mau thấm hơn và sẽ ngon hơn. Ngon hơn là cái chưa rút xương. Đấy. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Và đây có 2 pound chân gà. Tí nữa mình chặt bỏ móng chân và cho nó vào ngâm với rượu trắng, muối pha với nước loãng loãng ha. Đây mình có sẵn một thau nước muối rượu đây. Mình cho vào ngâm khoảng 10 phút, sau đó mình xả cho thật sạch và mang đi luộc với lá trúc. Lá trúc tức là lá chanh số 8 các bạn. Gừng và muối. Nếu mà có xả thì cho xả vào. Ok, luộc cho nó khử bớt cái mùi ấy mà. Đây, đây các bạn, mình chuẩn bị nấu nước mắm để tí mình ngâm chân gà nhé. Trong nồi này mình có 5 thìa canh đường cát và nửa thìa cà phê muối. Rồi mình cho 3 thìa canh giấm, 4 thìa canh nước mắm và 2 cốc nước. Đây, bây giờ mình khuấy đều, khuấy tan đường. Sau đó mình bắt lên bếp, mình đun sôi. Rồi mình bắt lên bếp mình đun sôi nhé. Mình đun sôi và cái đường tan hết. Và mình để cho 1-2 phút sau mình tắt bếp. Để cho nó nguội hoàn toàn. Mình mới có thể ngâm chân gà nha các bạn. Đây rồi, nước mắm mình cũng đã đun sôi này nè các bạn. Đấy. Cho nó sôi chừng 1 phút sau là mình tắt bếp. Để nguội nhá. Đắp một nồi nước, cho vài lát gừng và lát chanh mới vừa hái lúc nãy này, rửa sạch rồi. Và cho vài lá vô ha. Và bây giờ mình đợi nước sôi và cho vào luộc ha. Luộc chừng 15 đến 20 phút. Gừng, lá chanh và một xí muối. Rồi. Mình đậy nắp lại. Đợi nước sôi. Đây, nước đã sôi, bây giờ mình cho chân gà vô mình luộc. Sau khi luộc xong, mình vớt ra cho ngâm nước đá 20 phút sau khi luộc và bây giờ vớt ra để ngâm nước đá chừng 10 đến 15 phút ha. Sau đó để cho nó ráo và mình rút xương. Nếu mà cảm thấy còn khó rút thì mình cho vào tủ lạnh ngăn mát cho thêm 30 phút ở trong đó nữa thì nó giòn thì nó sẽ dễ dàng rút hơn. Đây, chân gà sau khi ngâm nước đá xong vớt ra để cho ráo nước và bây giờ mình rút xương, dùng con dao con mình sẽ một lần thẳng xuống. Cái chân gà để như vậy, mình sẽ một lần. Cứ mỗi một ngón chân như vậy thì mình sẽ một lần. Nhưng mà cẩn thận nhé, đừng có xẻ vào cái tay mình ấy. Đấy. Rồi sau đó mình dùng cái cán thìa này. Đây, cái thìa như thế này. Mình dùng cái cán thìa. Mình cho vào cái chỗ cái lằn lúc nãy mình vừa xẻ xong rồi. Mình cho vào đây. Mình khứa. Mình kiểu mà mình tách cái da nó ra này. Mình tắt từng ngón như thế này, tắt hết ngón này tới qua cái ngón khác ha. Nhưng sau khi mình tắt xong rồi mình dùng cái mũi kéo thì mình cắt ngang cái lóng này, lóng xương á, mình gấp, mình dùng cái mũi kéo mình gấp cái xương ra. Chỗ nào dính thì mình dùng cái mũi kéo mình bấm một chút, bấm một cái là nó ra. Đây, mình cứ dùng cái mũi kéo mình gấp nó ra, còn chỗ nào thì nhiều lúc còn dính lại một tí xíu đó, ngay cái lóng thì mình dùng cái mũi kéo mình bấm một cái, bấm một cái rồi mình dùng cái mũi kéo mình gấp nó ra. Thì sau khi mấy ngón này xong rồi thì còn lại cái xương ở trên ở dưới này này. Thì các bạn có thể dùng ngón tay, mình dùng ngón tay cái mình này, mình đẩy vô tắt cái thịt đi ra. Đấy, chỗ nào khó tắt thì mình dùng kéo mình bấm, dùng mũi kéo mình bấm. Đấy, mình lấy được ra này. Thế là mình đã lấy ra hết rồi. Đấy, ngón nào mình cũng gấp xương ra hết rồi này.
Bây giờ mình làm được một mớ ở đây rồi. Mình đi tiếp tục làm cho nó hết cái phần còn lại nhá. Thời gian mình chờ đợi nước mắm nguội thì mình lại sắc những thứ này nhá. Em có sả, sả mình cần sả non ha. Mình chỉ cắt cái khúc chuối này thôi. Tí thì mình sắc lát, củ gừng cũng sắc lát luôn. Ớt sừng này không có cay, mình chỉ lấy màu để làm đẹp thôi. Còn mình có ớt hiểm hoặc là ớt gì cũng được. Miễn sao cay. Ai thích ăn cay thì cho vào, còn không thích cay thì cũng không sao, chỉ cho ớt làm màu cũng được rồi. À, mình dùng ớt mễ để cho nó chín đỏ luôn nè. Thế là sắc lát luôn. Và có tắc, tắc thì phân nửa mình vắt lấy nước, phân nửa thì mình sắc lát và lấy hạt ra hết. Đừng cho hạt vào nhé, cho hạt vào thì nó sẽ đắng. Ok, và bây giờ mình tiến hành để mà sắc những thứ này. Trong thời gian mình chờ đợi nước mắm thì nó nguội. Đây các bạn, mình đã thái lát như thế này các bạn này. Đấy, tắc mình cũng thái lát như thế này, phân nửa và lấy hạt ra này. Bây giờ còn phân nửa tắc này thì mình sẽ sắc làm hai. Sắc làm hai như thế này thôi. Và mình vắt lấy nước. Vắt qua cái rây ha. Để lọc lấy cái hạt ra. Thế là xong. Rồi. Đấy thôi. Đấy, mọi thứ xong xuôi hết rồi. Đây các bạn, chân gà mình đã rút xương ra hết rồi này. Sau khi rút xương, ngâm nó màu thẫm hơn và ngon hơn nhé các bạn. Chừng 2 ngày sau thôi. Chịu khó rút xương tí. Nếu không rút xương, ngâm cả tuần cũng chưa thấm. Rồi, bây giờ mình cho hết những thứ này vào cái tô nhé. Ớt sừng và ớt cay, gừng, sả, tất cả đều cho hết vào cái tô luôn. Tắc mình sắc lát, nước mắm mình để nguội hoàn toàn luôn, nguội hẳn luôn này mình mới cho vào ngâm. Như vậy thì chân gà mình nó không có bị nhớt. Wow, nhìn cái tô rất là hấp dẫn luôn. Cái này thơm tắc nữa, tắc, sả, gừng bóp cái mùi lên rất là thơm. Sau khi trộn xong cho vào tủ lạnh ngăn mát, bảo quản được một tuần các bạn nhé. Các bạn xem này, wow, nhìn đẹp quá trời luôn, màu sắc xanh xanh đỏ đỏ đủ màu, nhìn rất là đẹp. Ok, và mình cho luôn cái nước tắc vào luôn này, tắc lúc nãy mình vắt ấy. Rồi mình khuấy đều, sau đó mình cho chân gà vào ngâm luôn, tại vì cái nước mắm mình cũng đã nguội hẳn rồi đó. Đấy, chân gà rút xương rồi, mình cho vào ngâm. Wow, nhìn hấp dẫn quá này, thơm ơi là thơm luôn. Mình để ngâm 1-2 ngày mới ăn ha, để cho nó thấm á. Nếu các bạn không có thời gian chờ đợi thì ngâm khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thì mình ăn, nhưng mà nó không có thấm cho lắm. Nhìn hấp dẫn quá. Rồi sau khi mình trộn đều và dùng bọc thực phẩm bọc lại cho kín, cho vào tủ lạnh ngâm mát để cho ngấm, hai hôm sau ăn sẽ ngon hơn. Đấy, mình có thể bảo quản trong vòng 1 tuần lễ để trong tủ lạnh ngăn mát thì sẽ không bị nhớt. Rồi các bạn ơi, chân gà ngâm sả tắc đã được 2 ngày rồi nè. Hôm nay mình lấy ra ăn nhé, lấy ra thưởng thức này. Và vừa mở ra một cái là bốc cái mùi tắc sả rất là thơm. Ok, bây giờ để mình dùng thử một miếng xem cái độ giòn và cái vị như thế nào, và sẽ cho các bạn hay dùng thử nhé. Ui trời, ngâm nó giòn rất là ngon luôn các bạn, thấm rồi đó, 2 ngày thấm rồi, chua chua ngọt ngọt mặn mặn và giòn. Cái chân gà mình cắn một cái mà giòn ngon ghê. Nếu như các bạn làm nhiều thì có thể cho vào cái hũ đậy kín lại, cho vào tủ lạnh ngăn mát, bảo quản được một tuần nhé. Còn đây mới lì chỉ làm ít thôi, ăn liền đấy mà. Đấy, ngâm chừng 2 ngày là có thể ăn rồi, nó thấm rồi. Còn mà không có rút xương á, thì mình phải ngâm một tuần lễ. Mê Lì thấy cũng chưa thấm. Rồi, Mê Lì xin tạm dừng cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thích cái video, xin nhấn cho Mê Lì một like nha. Và bạn nào lần đầu tiên xem video của Mê Lì, xin đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh để mà cập nhật video mới nhất nha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều và hẹn gặp lại các bạn những video tới. Bye bye!